Top 5 tướng hồi sinh mạnh mẽ trong bảng xếp hạng mùa 22. 1. Rioma. Ở giai đoạn sau của ván đấu, Rioma dù lên semi hay Fulham đều rất khó chơi, nếu Fulham thì dễ bốc hơi và khó tiếp cận xạ thủ địch khi chúng được bảo kê và có tầm nhìn. Nếu semi thì lại trở thành con bài vô hại vì không đủ đam sốc và thiếu khả năng chịu sát thương. Sang mùa 22, Rioma tiếp tục là vị tướng được dùng để đè đường các vị tướng như Eri, Florentino. Trong giai đoạn đi đường, hoặc Sonobo ván đấu khi đi rừng. Ở khoản đi top, nếu rảnh tay thì game thủ vẫn nên ăn rơi, dù nó không còn nhiều tác dụng như trước. Khi đi rừng, Rioma sẽ hưởng lợi gián tiếp từ món trang bị kiếm truy hồn, được giảm thời gian hồi nội tại. Vì bộ chiêu thức của Rioma hồi nhanh, khi kết hợp với nội tại của kiếm truy hồn, cũng như phức hợp kiếm thì khó có xạ thủ, pháp sư nào có thể chịu nổi combo của vị tướng này ở giai đoạn đầu và giữa game. Lối chơi chính của Rioma chủ yếu là núp bụi, đợi thời cơ bắt lẻ và sốc đam đơn mục tiêu. Game thủ nhớ tận dụng bờ tường, lính, quái hoặc thềm trụ để có thể tiếp cận kẻ địch dễ dàng hơn. Ngoài ra, đừng tiếc chiêu cuối để farm lính vì khả năng hồi chiêu của vị tướng này là khá ổn. 2. Zata. Zata đang dần mất đi lợi thế của một pháp sư sát thủ, khi đối phương pick những vị tướng có khả năng khống chế cứng, counter tốt, hoặc các đấu sĩ tanker máu trâu. Bên cạnh đó, nếu Zata bay vào nhưng không hạ gục được ai, thì việc lên bảng đếm số là không thể tránh khỏi, và hắn ta cũng không phải là một vị tướng dễ chơi. Ở phiên bản hiện tại, đường giữa đã bị giảm vàng, khiến cho dạng pháp sư mid cần vàng như Zata bị ảnh hưởng đôi chút. Chưa kể, tướng xạ thủ thích lên huân chương kháng phép càng khiến Zata khó mà xuất đam được. Muốn tối ưu khi chơi Zata ở mùa 22, bạn cần luyện tập combo thật kỹ càng. Luôn đi cùng đồng đội ở những tình huống bụi, hoặc áp sát kẻ địch lấy tầm nhìn. Trong trường hợp không có team, hạn chế bay vào giữa đội hình địch. Về phần trang bị, những món đồ xuyên giáp phép sẽ phù hợp với Zata ở mùa 22, khi đối thủ quá mạnh hay trâu bò thì có thể lên mặt nạ, quả cầu băng xương. Cố gắng sử dụng chiêu 2 và chiêu 1 hiệu quả để giảm tối đa thời gian hồi của chiêu cuối. 3. Zil. Việc thay đổi cơ chế chiêu thức đã khiến Zil chịu sự lép vế so với các vị tướng đi rừng khác. Tại mùa 22 này, với việc Zil được bắp thì các vị tướng cao cơ Zil bây giờ lại càng mạnh hơn. Với chất tướng sát thủ, lối chơi của Zil là ẩn nấp và cần vào sau giao tranh để vét mạng. Muốn tối ưu đam, Zil cần liên tiếp tích nội tại để hồi chiêu 2 liên tục, sau đó kết hợp với đánh thường kèm cường hóa của gươm Loki hoặc gươm tận thế khi đi đường. Hiện tại, chiêu cuối của Zil không quá mạnh trong việc sốc đam đối thủ, vì vậy, người chơi phải lên cho hắn 2-3 trang bị xuyên giáp để tránh bị phân tán sát thương khi đối đầu với địch lên huân chương hoặc đứng gần nhau. Hãy tận dụng giai đoạn đầu game khi kẻ địch chưa lên nhiều đồ chống chịu, kháng phép để Snowball trận đấu. Zil vẫn khá ổn ở khả năng đi rừng và sẽ cực kỳ mạnh nếu kết hợp cùng những đồng đội có khả năng Snowball trận đấu ngay từ đầu game. 4. Violet. Khi mà các đấu sĩ lên ngôi quá mạnh mẽ, thì những xạ thủ có tốc độ bắn tay không phải quá nhanh như Violet rất khó để phát huy tối đa lượng sát thương. Meta tanker, đấu sĩ vẫn tiếp tục duy trì vị thế ở mùa 22, nhất là đấu sĩ đi rừng lên trang bị dìu, Violet trong tình thế này rất cần thời gian để có thể farm và lên đồ bắn. Điểm lợi của cô nàng tại mùa 22 nằm ở đường rồng, lính đánh xa được gia tăng đáng kể lượng vàng, giúp game thủ nhanh chóng tăng tiến sức mạnh. Mặt khác, thần cung là món trang bị có thể lên cho Violet, tuy nhiên không quá mắc kinh, vì cô nàng không thích hợp cho việc bắn tay liên tục, chưa kể giá của trang bị này cũng khá căng. Thay vào đó, Violet cần thời gian hồi chiêu nhằm liên tục sử dụng chiêu 1 để cường hóa đòn đánh, đồng thời gia tăng tầm bắn, vậy nên kiếm Muramasa vẫn ngon và phù hợp nhất nhé. Trong những tình huống ép trụ hoặc giao tranh, người chơi nên hạn chế việc lướt lên vì như thế dễ bị kẻ địch bắt vào. 5. Aeron. Aeron là vị tướng kén người chơi và chưa thể bùng nổ sức mạnh trong rank. Việc trang bị dìu được tăng máu khiến khả năng chống chịu của hắn ta gia tăng đáng kể, và càng lướt giao tranh khỏe hơn, nhất là không cần dùng ulti quá sớm hay đang tận dụng chiêu cuối thì bị đưa lên bảng đếm số. Aeron sẽ rất mạnh nếu dừng kẻ địch không phải là tướng sốc đam nhiều hoặc quá cơ động. Trước khi vào giao tranh, nếu như có lính, quái, game thủ cần thích nội tại bằng những đòn đánh thường, để khi vào combat có thể gây tối đa lượng sát thương, hoặc các đòn bổ chiêu 2 được cường hóa nhanh hơn, khủng hơn. Thời điểm dùng chiêu cuối đẹp nhất đó là khi Aeron còn 1/3 cây máu, nếu kẻ địch không sốc sát thương quá mạnh, hoặc là chủ động dùng sớm để tránh trường hợp chưa bay lên đã bị gây đam chết. Nếu đối thủ có rừng và mid đều là pháp sư, thì việc lên huân chương sớm sẽ rất cần thiết. Ngay cả khi lên full tăng, Aeron vẫn có thể gây sát thương ổn cũng như hồi phục bá đạo. Ngoài đi rừng, game thủ có thể cầm vị tướng này đi top, tuy nhiên vì không có lượng vàng lớn như đi rừng, nên khả năng chống chịu hoặc càn lướt sẽ bị giảm đi đáng kể. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình với nhé!